Xin chào các bạn, mình là Nghĩa Viettel. Clip hôm nay mình sẽ cùng các bạn review về gói cước IT1, gói cước truy cập YouTube không giới hạn theo ngày. Chỉ với 3.000 một ngày các bạn đã có được khuyến mại cực kỳ ưu đãi này rồi các bạn nhé. Đây là mình, kênh YouTube của mình, kênh YouTube Nghĩa Viettel. Và mình đang sử dụng gói cước IT1 các bạn nhé. Để kiểm tra thì các bạn có thể soạn tin nhắn này. KTTK gửi 191 nhé. Lưu lượng còn lại của quý khách là truy cập không giới hạn ứng dụng YouTube. Ok. Vậy là mình chỉ đang dùng ứng dụng dùng gói cước IT1 để xem YouTube thôi các bạn nhé. Và đây, chúng ta sẽ cùng thử vào một mình sẽ vào một thử một trang web nhé. Đó, mình bấm vào trang web không thấy chạy luôn, không chạy được gì luôn các bạn ạ. Ok, và bây giờ mình sẽ vào YouTube nhé, vào kênh YouTube của Nghĩa Viettel luôn này. Đó, vào luôn nhé, có quảng cáo luôn này. Đó, các bạn thấy đấy, vẫn đang chạy. Đó, vậy là xem YouTube thoải mái các bạn nhé. Chỉ với 3.000 một ngày. Rất rẻ đúng không ạ? Đó, các bạn thấy đó, load YouTube, load video rất là nhanh. Với gói cước chỉ có 3.000 một ngày, thoải mái lướt YouTube. Một lựa chọn không hề tồi cho các bạn nào chỉ có nhu cầu để xem YouTube thôi các bạn nhé. Ok, để đăng ký gói cước IT1, các bạn soạn tin nhắn cú pháp như sau giúp mình nhé. IT1 dấu cách 0981208208 gửi đến 9123. Các bạn còn có những câu hỏi nào khác muốn đặt ra cho mình, vui lòng để lại phía dưới comment hoặc liên hệ trực tiếp với Nghĩa Viettel theo số điện thoại 0981208208. Tìm số điện thoại này cũng ra Facebook và Zalo của mình các bạn nhé. Nếu thấy clip của mình hữu ích, làm ơn cho mình xin một lượt like, comment, chia sẻ hoặc đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.